Thành lập từ năm 2003, FV là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện có khả năng tiếp nhận 1.500 lượt bệnh nhân mỗi ngày với hơn 30 chuyên khoa, 150 bác sĩ, khoảng 10% bác sĩ nước ngoài và 250 điều dưỡng. Sau gần 20 năm thành lập, bệnh viện trở thành một trong những điểm sáng của lĩnh vực y tế tư nhân về việc tập trung chăm sóc người bệnh với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đã xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị chất lượng dịch vụ cao cấp, an toàn hiện đại và hướng về chất lượng phục vụ, cũng như linh hoạt ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trên thế giới liên tục. Chúng tôi cũng luôn cập nhật những thông tin khoa học liên quan đến sức khỏe, về vaccine, dịch bệnh. Chúng tôi luôn sẵn sàng về phòng bệnh và tiếp nhận điều trị bệnh cho người dân. Đối với chúng tôi, chất lượng điều trị cho người bệnh là quan trọng nhất. Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thì những năm gần đây cũng có nhiều bệnh viện mới xuất hiện và thu hút người dân thành phố. Việc thay đổi thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tư nhân được coi là điểm quan trọng mà người bệnh và người nhà người bệnh quan tâm nhất. Mục tiêu chăm sóc của các bệnh viện tư đều hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, gần đây, các bệnh viện tư cũng đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân bằng thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một trong những tiện ích giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất, hiện đại nhất khi các bệnh viện công đều đang quá tải. Bệnh viện cũng đã có những cái bước tiến trong cái vấn đề chăm sóc người bệnh đáng kể. Bệnh viện cũng tham gia với hệ thống 115 của Sở Y tế để góp phần nâng cao cấp cứu, chất lượng cấp cứu của người bệnh và cứu sống người bệnh kịp thời. Nếu trước đây các bệnh viện tư chỉ chăm lo đến việc khám và điều trị, thì nay khối này đã tham gia hoạt động xã hội rất mạnh mẽ. Đặc biệt trong đợt cao điểm dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, các bệnh viện như FV, Quốc tế City, Đa khoa Nam Sài Gòn, Quốc tế Hoàng Mỹ đã tham gia tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ những ngày đầu khởi phát dịch. Từ việc thiết lập thần tốc các hệ thống phòng điều trị, mua sắm thêm trang thiết bị, hệ thống oxy lỏng, hệ thống hầm lạnh chứa vaccine cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19, cho đến nay, các bệnh viện này vẫn tiếp tục sử dụng phương án tách đôi bệnh viện để vừa khám và điều trị sức khỏe cho người dân thành phố, vừa chăm sóc tích cực cho người dân mắc COVID-19. Đặc biệt là cái cách chăm sóc toàn diện của bệnh viện, không những cái việc mà điều trị cái bệnh của họ mà còn hỗ trợ cái tâm lý, tinh thần của họ nữa. Phối hợp cả điều trị bằng thuốc, bằng tâm lý, vật lý trị liệu, cũng như là các hỗ trợ về tâm lý cho người bệnh để người bệnh mau hồi phục. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn đã có được những bước tiến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc người dân. Trong đó, khối y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng. Các bệnh viện tư nhân đã nâng cao hơn về nghiệp vụ, thái độ chăm sóc phục vụ người bệnh và càng được củng cố hơn trước việc cải tiến chất lượng, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện.